Hello, xin chào anh em. Chào mừng các bạn quay trở lại với clip tiếp theo. Thì trong clip này thì mình sẽ chia sẻ cho anh em một số vấn đề của game để các bạn có thể định hướng test một cách chi tiết để giúp game nó hoàn thiện hơn và cái định hướng của Tốn My Love khi mà làm con game này. Thì nếu như các bạn BM trực tiếp trên fanpage hoặc là các bạn BM trực tiếp trên Facebook cá nhân của Tú, bởi vì Tú nó có Facebook cá nhân đầy đủ chứ cũng không có ai mà đi giấu giếm thông tin hay này kia gì cả, thì các bạn đều sẽ nhận được những luồng thông tin như sau. Đầu tiên, đây là một nền tảng game mobile và Tú sẽ tính toán đưa nó lên trên kho ứng dụng App Store và Google Play. App Store như thế nào hiện tại là đang thử nghiệm trên TestFlight. Trên TestFlight là phiên bản bắt buộc phải thử nghiệm sau đó mới được update lên kho ứng dụng App Store của iOS các bạn. Thì muốn update lên đó thì chúng ta phải đăng ký bản quyền, phải có giấy phép kinh doanh đủ các thể loại. Đối với việc mà Android thì chuẩn bị sắp tới đây, Tú sẽ up lên thẳng trực tiếp lên trên CH Play, trên kho ứng dụng app của CH Play hệ điều hành Android, là các bạn sẽ tải game trực tiếp trên CH Play luôn, không cần tải qua file lậu gì nữa cả. Và các bạn sẽ tìm từ khóa là thập đại 1, thập đại anh hùng các bạn nha. Trước khi open, Tú sẽ đầy đủ update lên, đó là cái hướng. Bởi vì game muốn bền lâu nó phải có bản quyền, nó sẽ có trên kho ứng dụng đầy đủ. Thì cái đầu tiên nó lại lấy là uy tín cho người chơi, cái thứ hai là nó sẽ bền lâu hơn. Còn về đồ họa thì nói thật các bạn, về đồ họa chỉnh không khó. Nói thật các bạn, thì bây giờ muốn đồ họa nó đẹp, nó mượt, nó nguyên bản, chỉnh không khó. Nhưng ý đồ của Tú để đồ họa như thế này thì mới lên được kho ứng dụng App Store và Google Play các bạn nha. Còn nếu như chỉnh đồ họa lại nguyên bản thì nó rất là dễ. Nó thuộc loại về UI giao diện. Về cái giao diện điều chỉnh không khó các bạn. Nhưng mà anh em nên biết một điều rằng, nếu như điều chỉnh thì nó sẽ không bao giờ lên được bản quyền, không bao giờ nó lên được chỉnh trệ trên cái kho ứng dụng của App Store và Google Play. Cho nên các bạn chấp nhận thì các bạn phải chịu. Ví dụ như anh em thấy từ game Võ Lâm Y Phân, nó điều chỉnh như thế nó mới lên được kho ứng dụng. Còn không, để như Võ Lâm Thiên Tuyệt thì không thể nào lên kho ứng dụng được các bạn, never lên luôn. Thành thử ra là nhiều anh em bảo là tại sao game Tú lại để cái điều giao diện như thế này, là có ý đồ hay các bạn. Tất nhiên sau này sẽ tối ưu cái giao diện, có nghĩa là giao diện như thế này nhưng mà chúng ta sẽ tối ưu lại cho nó đẹp hơn. Ví dụ như hệ thống nhân vật này, mình sẽ tối ưu lại cho nó đẹp hơn, nó mượt mà hơn. Thì cái đó là chuyện đó, nó sẽ điều chỉnh từ từ. Nhưng cái quan trọng của game bây giờ á, là thứ nhất là nó không văng. Ví dụ như trước đây á, là các bạn bơm máu, các bạn sử dụng skill là nó văng hết, các bạn kích vô NPC nó văng hết. Thì hiện tại phiên bản mới của Tú là phiên bản version 3 là đã fix hoàn toàn rồi. Bây giờ là cập nhật auto. Thì khi cập nhật auto nó sẽ xảy ra vấn đề là văng tiếp. Đó là chuyện bình thường các bạn. Khi các bạn sử dụng auto, ví dụ hiện tại mình đang sử dụng này, khi mà bấm hồi phục bơm máu, nó bơm máu, thì khi mà máu nó còn 30% nó bơm á, thực hiện thao tác nó bơm á, là nó văng game. Đấy, thì mình nghĩ chuyện đó bình thường, bởi vì mình đã, Tú đã BM trực tiếp và nói với mình rằng là mọi vấn đề lỗi Tú fix rất nhanh. Bởi vì đây là một cái mã nguồn hoàn toàn khác, nó không liên quan tới Võ Lâm Y Phân, nó không liên quan tới Võ Lâm Thiên Tuyệt. Nó là một mã nguồn mới hoàn toàn. Thành thử ra là cái cấu trúc và cái cơ cấu fix lỗi của nó cực kỳ nhanh. Như các bạn thấy đấy, những cái lỗi mà về cái việc sử dụng máu rồi kích vô NPC rồi các loại hiện tại là Tú đã fix hết rồi. Hiện tại bây giờ là cập nhật auto, để hướng tới là cập nhật cái tống kim và hoàn thiện về môn phái để cho anh em thấy trước. Còn những cái tính năng thì sẽ update sau. Thì các bạn thấy đấy, khi mà update thì tất nhiên nó sẽ có lỗi. Nhưng mà được ở đây ông Tú cũng rất là mạnh dạn ở chỗ là ông fix lỗi rất nhanh. Bởi vì những cái hệ thống lỗi nó đều sẽ báo cập nhật tại hệ thống, và đồng thời anh em báo thì nó sẽ kết hợp và cái việc fix lỗi nó sẽ cực kỳ nhanh. Cho nên bây giờ cập nhật auto nó bị lỗi thì ngày mai bảo trì và update phiên bản thì nó sẽ khác liền. Các bạn thấy đấy, mỗi một ngày hoặc hai ngày Tú update là nó sẽ có những cái mới hoàn toàn, và khi bị lỗi là fix rất nhanh. Nó thực sự là mình nghĩ là quá trình fix lỗi nó sẽ lâu, nhưng không nghĩ rằng Tú fix lỗi cực kỳ nhanh. Cho nên là chúng ta sắp tới chúng ta sẽ có một con game phải nói là cực kỳ giá trị. Còn về những cái tính năng ví dụ như này, ví dụ như đánh mặc định của các loại á, thì hiện tại là hiện tại ví dụ như đánh mặc định này, hiện tại là tạm khóa rồi này, tạm khóa này, để mình coi trên này thiết lập có không. Hiện tại là tạm khóa này, để mà điều chỉnh trở lại này. Mấy bữa là các bạn nhắn y như thế này á, là nó sẽ hiển thị để chúng ta đánh mặc định. Bây giờ không cần nữa các bạn này. Vẫn có. Có nghĩa là mình phải nhắn. Mình phải nhắn để cho nó hiển thị bình thường. Ví dụ mình phải nhắn này cho tất cả những cái nó ẩn hết này.
Đó, thì lúc đó là mình sẽ đánh mặc định. Anh em thấy không? Ok không? Cái này là đánh ship đây các bạn, đánh ship đây. Đây, ví dụ như đánh cái này này, các bạn thấy nó mít này, không phải đâu, do cái con heo này nó mít đấy. Ví dụ bây giờ mình đánh cái con khác là nó sẽ bình thường này. Cái này mọi cái là đang hoàn thiện các bạn, cho nên anh em không có vấn đề gì phải vội cả. Bây giờ hoàn thiện game nó trước, còn về hiệu ứng, kỹ năng, đồ ngũ hành, môn phái, đồ các loại nó sẽ hoàn thiện sau. Bây giờ chúng ta đang hoàn thiện những cái gì nó cần thiết trước. Đấy, đánh mặc định anh em thấy không? Đấy, mọi cái này thì bình thường. Quan trọng bây giờ là game là phải tối ưu tốt, và đặc biệt là xử lý triệt để các vấn đề văn game. Thì lúc đó sẽ test về tính năng là độ mượt của game khi nhiều nhân vật, nhiều kỹ năng, nhiều hiệu ứng nó chồng lên nhau cùng một lúc. Tiếp theo đó thì bắt đầu hoàn thiện những cái về tính năng game. Đấy, và cuối cùng là hoàn thiện về cân bằng môn phái. Cho nên nhiều anh em vào test á, các bạn vào test các bạn cứ kêu là môn phái nào mít, môn phái nào kia, ok, đó là những cái báo lỗi cũng rất là tốt. Tuy nhiên, đó chưa phải là cái bước xử lý bây giờ. Cái bước xử lý bây giờ là sao? Cái bước xử lý bây giờ là game nó sẽ mượt, nó không có tình trạng văn game, lỗi văn game được các loại xử lý triệt để. Sau đó là hoàn thiện những tính năng để các bạn test về cái độ mượt. Đó là cái cần thiết nhất bây giờ. Sau khi lỗi văn game và cái độ mượt của game, là kể cả phím di chuyển trục này, chúng ta nên dời ra giữa này, dời ra phía giữa này này để cho nó rộng này. Xong hết rồi, chúng ta bắt đầu nó ráp những cái tính năng game cơ bản nhất xong xuôi, bắt đầu hoàn thiện về cân bằng môn phái, lúc đó là open game được rồi. Bởi vì vấn đề hoàn thiện môn phái là khi mà game nó trơn tru hết rồi thì hoàn thiện môn phái nó dễ hơn. Bởi vì lúc đó anh em sẽ test rất là đông, nhiều người test, thì lúc đó là giai đoạn hoàn thiện môn phái nó sẽ dễ dàng và nó thuận lợi hơn. Còn hiện tại hoàn thiện môn phái là quá sớm, bởi vì nó là cần thiết nhưng chưa phải là cần thiết nhất. Bây giờ chúng ta cần thiết nhất là lỗi văn game, tối ưu về tính năng, về di chuyển, về độ mượt game. Khi các bạn BK tống kim nó đông đen như vậy mà nó mượt mà, như vậy là ok. Sau đó bắt tay làm những việc còn lại thì cái việc hoàn thành và open game nó thuận lợi hơn. Cho nên mình chia sẻ các bạn là đó là cái quy trình. Bởi vì trước đây mình đã từng làm admin game và làm PC, cho nên mình hiểu cái gì nó cần thiết trước và cái gì nó cần thiết sau. Nhiều lúc các bạn cứ chú trọng về cái đồ họa quá, các bạn cứ chú trọng về đam phải chuẩn quá, thì đó là vấn đề cần nhưng chưa phải là cần thiết bây giờ. Vấn đề đó xử lý sau. Bây giờ chúng ta cần bây giờ là hoàn thiện những cái gì cần trước đã. Đó, cho nên là mình chia sẻ các bạn. Còn về fanpage thì các bạn cứ update lên đó, bởi vì riêng ai chứ ông Tú là ông tiếp nhận hết, dù các bạn có chửi ông vẫn nghe. Bởi vì nhờ anh em chửi cho nên người ta mới hoàn thiện game nó tốt hơn. Chứ còn nếu game á mà các bạn cứ trơn tru chửi không ai thèm nghe, cứ ưng làm gì làm, thì đảm bảo là game nó sẽ không hoàn thiện đến mức để người chơi gọi là ok nhất. Bởi vì mọi cái bây giờ quyền quyết định là thuộc về người chơi. Đấy, chúng ta chỉ cần lấy số đông, chúng ta hoàn thiện mọi cái nhỏ nhất có thể, thì khi open đảm bảo anh em sẽ ủng hộ. Còn bây giờ người chơi nói mà admin không nghe, thì tất nhiên khi open đi nữa, trước sau gì nó cũng sẽ có những cái lủng củng, và cái việc hứng chửi là nó liên tục. Còn bây giờ chưa open, hứng chửi trước là càng tốt, sau đó hoàn thiện game. Đó, đúng không các bạn? Còn về auto thì các bạn biết rồi, đang hoàn thiện mà. Bây giờ hiện tại auto này đang hoàn thiện này. Hiện tại chế độ chiến đấu nó chỉ có việc là chọn đối phương chứ chưa có đánh. Cho nên khi các bạn bật auto á là nó không có đánh là đúng rồi. Bây giờ đã có đánh đâu, chưa chọn skill, chưa có gì hết mà. Nó chỉ mới chế độ là mặc định để cho các bạn biết rằng sẽ phân biệt được người chơi và NPC. Cho nên nhiều anh em các bạn nhìn để ý, các bạn để ý cái auto một tí. Đây ví dụ như cái này tự đánh này. Ví dụ như bây giờ mình tắt hồi phục này, bởi vì bây giờ hiện tại bấm hồi phục á, là nó sẽ văng game. Bây giờ mình sẽ bấm tự đánh này, lưu thiết lập này, bơm máu lên này, xem nó có tự đánh hay không này. Bật auto này. Đấy, anh em thấy này, nó tự đánh bình thường này. Đấy, nhưng mà khi bơm máu á, là chúng ta tạm thời bơm tay đi, bởi vì hiện tại là bơm cái là nó sẽ fix đây. Ví dụ như cái này là mid này, mid là mid ở con quái này, bởi vì con gái nó bị lag luôn rồi. Anh em thấy đấy, nó đâu có di chuyển đâu, cho nên cái đó là mid là chuyện bình thường. Còn cái con quái di chuyển mà nó mid kia mới là vấn đề. Đấy, về dam skill thì nó sẽ hoàn thiện từ từ các bạn, cho nên anh em đôi khi các bạn vội quá. Ví dụ bây giờ bơm máu này, mình tắt bơm máu rồi, bởi vì bơm hiện tại bơm là nó văng, là mình cũng báo cho Tú rồi những cái lỗi cơ bản anh em test. Thực tế là mình có cái cách test của mình, nó sẽ chi tiết hơn. Anh em có thể các bạn cứ test, rồi có gì các bạn cứ báo lỗi trên fanpage, admin người ta sẽ hoàn thiện, Tú nó sẽ hoàn thiện game, đảm bảo sẽ ok.
Ok, đó là những chia sẻ của mình. Và nếu như tựa game này đúng như dự kiến của Tú định hướng up lên trên UX và Sharkplay thì đảm bảo nói thật các bạn, đây là một tựa game phải nói là vãi tởm luôn. Và với lượng fan hùng mạnh của Tú và cái chất lượng game làm admin của Tú từ trước đến nay thì ai cũng hiểu rồi, thì cái việc mà con game nó sẽ là pro đó là điều tất nhiên, chẳng có gì phải bàn cãi nữa cả. Ok, cảm ơn các bạn đã xem clip của kênh. Chúc anh em luôn sức khỏe. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và đừng quên đăng ký, theo dõi cũng như ủng hộ mình. Xin chào anh em.